Cảm ơn quý vị vẫn đang theo dõi chương trình tin tức. Quốc Dũng sẽ trở lại bằng phần điểm tin Hoa Kỳ, kính thưa quý vị. Thông tin về nhóm tàu chiến Hoa Kỳ được cho là tiến đến gần Triều Tiên. Theo tin từ Reuters, các đồng minh của Hoa Kỳ và ở châu Á vào ngày 19 tháng 4 đã im lặng xung quanh sự khó hiểu về một nhóm tàu sân bay của Hoa Kỳ. Trước đó được cho là đang tiến đến gần Triều Tiên để phô diễn lực lượng, nhưng thực sự là đang hoàn tất các cuộc diễn tập ở Australia. Theo trang mạng xã hội Weibo của Trung Quốc, một người dân đã bình luận, chủ nghĩa đế quốc Hoa Kỳ là một con hổ giấy. Trong khi một bình luận khác viết tàu sân bay Hoa Kỳ vừa đi vừa ngủ. Một quan chức quân sự Hàn Quốc nói, chúng tôi không thể bình luận về nội dung các hoạt động của lực lượng Hoa Kỳ. Nhật Bản là một đồng minh khác của Hoa Kỳ ở khu vực đã không bình luận gì về sự khó hiểu này. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc từ chối bình luận. Chuyên gia nghiên cứu an ninh Lan Story thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á Yusuf Ishak của Singapore cho rằng các nước trong khu vực sẽ thấy rằng sự hỗn loạn về vị trí nhóm tàu tấn công của Hoa Kỳ là điều đáng lo ngại và khó hiểu. Ông Ian Story nói, sự thiếu kết nối giữa Tòa Bạch Ốc và Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương có thể là một trong những vấn đề về mặt hoạt động. Song rõ ràng đây là vấn đề kỳ quặc. Thực tế là việc nhóm tàu tấn công Carl Vinson không ở gần bán đảo Triều Tiên đã làm suy yếu cách tiếp cận cứng rắn của chính quyền Trump đối với Bình Nhưỡng. Trong khi đó, Triều Tiên không quan tâm đến sự khó hiểu này, nhưng nói rằng Hoa Kỳ và các đồng minh không nên can dự vào Triều Tiên. Hồi tuần trước, Tổng thống Trump thông báo ông đã lệnh cho nhóm tàu tấn công Carl Vinson tiến đến gần bán đảo Triều Tiên giữa lúc xuất hiện đồn đoán Bình Nhưỡng có thể thử tên lửa đạn đạo hoặc thử hạt nhân. Tuy nhiên, vào hôm 18 tháng 4, Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương giải thích rằng nhóm tàu tấn công này trước tiên cần hoàn tất một cuộc huấn luyện ngắn hơn dự kiến với Australia. Bộ trưởng Thương mại của Mexico tin rằng mặc dù Hoa Kỳ đã tuyên bố rút lui, nhưng bản hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương viết tắt là TPP vẫn có thể thi hành, với điều kiện những quốc gia còn lại đồng ý sửa đổi một số điều khoản trong văn kiện đã ký kết. Trình bày trước một hội nghị về kinh tế diễn ra tại Mexico City, ông Bộ trưởng Thương mại là Ildefonso nói rằng bản hiệp định với 11 nước tham gia thay vì 12 nước như lúc ban đầu là điều vẫn có thể thực hiện nếu 11 nước còn lại đồng ý phải tiến hành dù không có Hoa Kỳ. Ông Bộ trưởng Thương mại Mexico nêu đề nghị Nhật Bản nên đóng vai trò khởi xướng cùng với các nước đã ký tên trong hiệp định thảo luận xem những điều gì cần phải làm trước khi đạt được kết quả cuối cùng. Mặc dù mang danh nghĩa một bản hiệp định thương mại, nhưng TPP còn có ý nghĩa chính trị vì hai nước khởi xướng là Hoa Kỳ và Nhật Bản muốn dùng hiệp định để ngăn cản mức bành trướng thế lực của Trung Quốc ở châu Á Thái Bình Dương. Nhưng hồi cuối tháng Giêng năm nay, ngay sau khi nhậm chức, Tổng thống Donald Trump quyết định rút khỏi TPP, cho rằng bản hiệp định không có lợi cho Hoa Kỳ về mặt kinh tế, lại khiến công nhân Hoa Kỳ bị mất việc làm. Sau khi Hoa Kỳ rút lui, có nhiều phương án được nói đến để cứu vãn TPP, trong đó bao gồm cả ý kiến mời Trung Quốc tham gia. Đồng thời, nhiều nước quyết định không phê chuẩn hiệp định, lấy lý do hiệp định không còn giá trị vì không có Hoa Kỳ. Việt Nam là một trong những nước không phê chuẩn TPP, kính thưa quý vị. Bộ Nội an biện hộ việc trục xuất và cảnh báo về mối đe dọa lớn hơn. Cựu tướng thủy quân lục chiến Hoa Kỳ, nay là lãnh đạo Bộ An ninh Nội địa đang đáp trả những lời chỉ trích. Ông đưa ra lời biện hộ mạnh mẽ về cách thức của Bộ, ông đang đối phó với các mối đe dọa ở biên giới và xa hơn thế. Mệt mỏi vì thấy các đặc vụ của ông bị một số người trong giới truyền thông, các nhà lập pháp và những người khác chỉ trích chỉ vì họ thực thi luật pháp. Bộ trưởng Nội an John Kelly lập luận rằng chỉ có một lựa chọn là hành động cứng rắn. Ông nói chớ có nhầm lẫn, trên thực tế chúng ta là một quốc gia đang bị tấn công. Những kẻ tấn công chúng ta là những kẻ căm ghét chúng ta, ghét tự do của chúng ta, ghét luật lệ của chúng ta, ghét các giá trị của chúng ta và đơn thuần là ghét cách sống của chúng ta. Ông Kelly nói với cử tọa tại Đại học George Washington rằng phương pháp làm việc cứng rắn hơn đang mang lại kết quả tốt. Các vụ chặn bắt ở biên giới Tây Nam giảm 64% so với cùng kỳ năm ngoái. Ông nói điều này tốt cho mọi người. Bộ trưởng Kelly phát biểu, có ít người vượt biên bất hợp pháp hơn, có nghĩa là ít người chết trên sa mạc hơn. Tuy nhiên, có những đường biên giới khác cần phải lo lắng. Một số nước gặp nguy cơ trước các chiến binh nước ngoài từng thề trung thành với những nhóm khủng bố như nhà nước Hồi giáo. Ông Kelly nói, có dự báo là có nhiều phần tử thánh chiến này sẽ sống sót để trở về quê nhà. Ở đó chúng ta sẽ phá hoại, giết chóc và có đổi là ở châu Âu, châu Á, Bắc Phi, Caribe và Hoa Kỳ. Ông Kelly cho hay hiện đã có rất nhiều phần tử như vậy bắt đầu về nước. Một trong những mối quan hệ lớn nhất hiện nay đối với các quan chức Bộ Nội an là việc họ thấy các nhóm khủng bố và các tổ chức tội phạm đang liên kết với nhau. Bộ trưởng Nội an John Kelly cảnh báo rằng có một số kẻ buôn lậu đã trở nên rất thành thạo và hiệu quả đến mức chúng có thể vận chuyển lậu bất cứ thứ gì,
kể cả đưa vào Hoa Kỳ. Lãnh đạo của United Airlines gặp lãnh sự Trung Quốc. Lãnh đạo hãng hàng không United Airlines họp với lãnh sự Trung Quốc tại Chicago bàn về tác động có thể có đối với số lượng vé đặt mua của hãng sau vụ bác sĩ David Dow, một hành khách bị cưỡng chế ra khỏi máy bay của United Airlines, gây phẫn nộ công luận vừa qua. Tuy nhiên, hãng hàng không này nói rằng hiện có quá sớm để có thể nói rằng doanh số của họ thị trường Trung Quốc có bị ảnh hưởng từ scandal này hay chưa. United Airlines đã lặp lại lời xin lỗi về vụ lôi kéo bác sĩ Đào xuống máy bay để nhường chỗ cho thành viên phi hành đoàn. Một hành khách đi cùng chuyến bay với ông Đào cho biết trước khi bị lôi xuống máy bay, ông Đào tố cáo rằng các giới chức phân biệt đối xử ông vì ông là người gốc Hoa. Cộng đồng sử dụng truyền thông xã hội ở Hoa Kỳ, Việt Nam và Trung Quốc đang kêu gọi tẩy chay hãng United Airlines vì vụ này. Reuters dẫn lời chủ tịch hãng Scott Kirby nói rằng hiện giờ còn quá sớm để đánh giá về lượng đặt vé. Tổng giám đốc điều hành của hãng là ông Oscar Muno cho biết trong chuyến thăm Trung Quốc sắp tới đã được lên lịch trước vụ scandal này. Ông sẽ có những cuộc trao đổi và thảo luận thêm với khách hàng và giới chức có liên hệ. United Airlines không tiết lộ ông Muno đã gặp giới chức lãnh sự Trung Quốc tại Hoa Kỳ hồi nào, kính thưa quý vị. Hoa Kỳ xác lại thỏa thuận hạt nhân với Iran. Tổng thống Donald Trump yêu cầu Hội đồng An ninh Quốc gia xem xét lại thỏa thuận quốc tế về chương trình hạt nhân của Iran và đánh giá xem việc đình chỉ các biện pháp trừng phạt có thiết yếu đối với lợi ích an ninh quốc gia của Hoa Kỳ hay không. Ngoại trưởng Hoa Kỳ là ông Rex Tillerson đã hé lộ bản đánh giá này trong một văn thư hôm thứ Ba gửi cho Chủ tịch Quốc hội Paul Ryan. Ông Tillerson thông báo với ông Ryan rằng Iran đang tuân thủ các trách nhiệm theo kế hoạch hành động toàn diện chung được ký kết vào năm 2015. Sau khi đàm phán với Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Trung Quốc, Nga và Đức, Hoa Kỳ đã dẫn đầu một nỗ lực quốc tế trừng phạt kinh tế Iran, đặc biệt là hạn chế nước này bán dầu hỏa ra thị trường thế giới, nhằm buộc quốc gia Hồi giáo này phải từ bỏ chương trình phát triển vũ khí hạt nhân. Kế hoạch hành động toàn diện chung, gọi tắt là CGPOA, quy định rằng nếu một bên tin rằng bên kia đang vi phạm thỏa thuận, thì họ có thể khởi động một tiến trình giải quyết tranh chấp, mà bước cuối cùng sẽ là một cuộc biểu quyết tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để quyết định liệu có tiếp tục dỡ bỏ lệnh trừng phạt hay không. Việc Hoa Kỳ áp dụng lại các biện pháp trừng phạt có thể khiến Iran rút khỏi thỏa thuận hạt nhân, kính thưa quý vị. Cựu Tổng thống Hoa Kỳ là George S.W. Bush đã được đưa vào bệnh viện ở thành phố Houston, Texas để chữa trị chứng viêm phổi nhẹ. Đây là lần thứ hai ông mắc phải chứng bệnh đường hô hấp này trong 3 tháng, nhưng ông sẽ ổn theo như lời của người phát ngôn của ông. Phát ngôn viên của gia đình ông là Jim McGrath cho hay, cựu Tổng thống 92 tuổi này nhập viện vào ngày thứ Sáu để theo dõi vì ho dai dẳng, khiến ông không nghỉ ngơi đúng mức. Sau đó ông được xác định là mắc chứng viêm phổi nhẹ, đã được chữa trị và giải quyết xong. Ông McGrath cho biết trong một thông cáo, Tổng thống Bush hiện tinh thần rất tốt và đang được giữ lại để theo dõi thêm trong khi ông hồi sức. Ông McGrath không cung cấp thêm thông tin nào khác, ngoại trừ nói rằng ông Bush đang ở bệnh viện Methodist Houston, nơi ông cũng từng lưu lại hơn 2 tuần vào tháng Giêng sau khi bị viêm phổi. Ông Bush, cựu tổng thống lớn tuổi nhất còn sống của Hoa Kỳ, từng phục vụ một nhiệm kỳ duy nhất trong phòng bầu dục từ năm 1989 đến năm 1992. Ông là cha của cựu tổng thống George W. Bush, người từng phục vụ hai nhiệm kỳ trong Tòa Bạch Ốc từ năm 2001 cho đến năm 2008, thưa quý vị. Tổng thống Trump ký lệnh bổ sung quy định mua hàng Mỹ và thuê người Mỹ. Tổng thống Donald Trump đã ký sắc lệnh hành chính chỉ đạo các cơ quan chính phủ tái soát việc sử dụng chương trình thị thực H-1B, là chương trình cho phép các công ty Hoa Kỳ thuê lao động nước ngoài tạm thời. Những người chỉ trích nói rằng chương trình đã bị lợi dụng để thuê lao động rẻ hơn từ nước ngoài, gây tổn thất cho lực lượng lao động Hoa Kỳ. Nhưng những người ủng hộ cho rằng đó là một biện pháp cần thiết để có đủ người cho những công việc công nghệ cao có tầm quan trọng quyết định đối với kinh tế Hoa Kỳ. Ông Trump đã ký sắc lệnh hôm thứ Ba. Trong chuyến thăm bang miền Bắc Wisconsin, ông nói rằng đây là một phần trong nỗ lực của ông nhằm tái thiết nền kinh tế Hoa Kỳ. Theo sắc lệnh mới của ông Trump, các cơ quan chính phủ phải tái soát hoạt động mua sắm của họ và đảm bảo rằng các ngoại lệ về quy định mua hàng Mỹ không bị lạm dụng. Tổng thống Hoa Kỳ nói, với sắc lệnh này, tôi chỉ đạo mọi cơ quan trong chính phủ thực hiện nghiêm chỉnh luật mua hàng Mỹ của chúng ta, giảm thiểu áp dụng các ngoại lệ và tăng tối đa hàng hóa Made in America, chế tạo tại Mỹ, trong tất cả các dự án liên bang. Ông Trump nói với cử tọa tại một số nhà máy sản xuất công cụ ở Wisconsin rằng tình trạng lạm dụng sai trái hệ thống nhập cư Hoa Kỳ một cách tràn lan tiếp tay cho các nhà tuyển dụng
thay thế các công nhân Hoa Kỳ ở mọi lứa tuổi bằng lao động rẻ hơn từ các nước khác. Tổng thống Hoa Kỳ nói, các lao động Hoa Kỳ từ lâu kêu gọi phải có cải cách để chấm dứt những vi phạm này, và hôm nay lời kêu gọi của họ lần đầu tiên có hồi đáp. Câu trả lời bao gồm tiến hành những bước đi đầu tiên để thực hiện cuộc cải cách về thị thực H-1B mà lẽ ra phải làm từ lâu rồi. Thị thực H-1B được thiết kế để giúp các nhà tuyển dụng đưa vào Hoa Kỳ những lao động nước ngoài có những kỹ năng còn hiếm ở Hoa Kỳ. Chương trình này có mục đích tốt. Giáo sư khoa học chính trị Ronnie Hira thuộc Đại học Howard đã nói, ý định ở đây là bù đắp sự thiếu hụt về người có kỹ năng. Như vậy, khi thiếu nhân công Hoa Kỳ, người ta sẽ đưa vào một nhân viên nước ngoài có chuyên môn để lấp chỗ trống đó. Chương trình này đáng lẽ chỉ là biện pháp tạm thời, nhưng Hira nói người ta đã không sử dụng chương trình để mang vào Hoa Kỳ chỉ những người lao động tốt nhất và tài giỏi nhất. Nó trở thành một cách để các nhà tuyển dụng đưa những người lao động rẻ hơn ở dạng học nghề hơn là lấp đầy những khoảng trống của những người có kỹ năng. Kết quả là chương trình luôn có một số lượng đăng ký quá cao và thực sự tác hại đến người Hoa Kỳ. Và trong trường hợp này, ông Trump hoàn toàn đúng. Hira nói rằng việc thi hành nghiêm ngặt các quy định này có thể mở ra số lượng visa tạm thời loại này dành cho các công ty thực sự cần tới các chuyên gia với những kỹ năng hiếm có. Vừa rồi là phần điểm tin Hoa Kỳ. Chúng tôi xin tạm ngừng chương trình tin tức trong giây lát và sẽ trở lại sau phần quảng cáo thương mại. Kính thưa quý vị.